giường ngủ Tulipper. Giường ngủ tân cổ điển Tulipper, họa tiết hoa văn được lấy cảm hứng từ hoa tầm xuân, biểu tượng cho sự gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình. Các chi tiết được lấy hình dáng đậm nét chấm phá, với các đường nét cung tròn hoàn hảo, điểm trên đó là những hoa văn được cách điệu từ hoa tầm xuân, hòa quyện với nhau từ lớn đến nhỏ, đều có sự kết nối hài hòa, tạo nên vẻ đẹp không quá cầu kỳ mà vẫn sang trọng, lộng lẫy. Sản phẩm được chế tác 100% thủ công tại nhà máy sản xuất của Panama với đội ngũ nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm kết hợp với những nguyên vật liệu cao cấp, gỗ gõ đỏ Pachi, vàng Ý, vải bọc Anh Quốc và Nouvenir khảm chai, ốc. Giường ngủ tân cổ điển Tulipper có vẻ đẹp duyên dáng, nhẹ nhàng và sang trọng, rất phù hợp với chung cư cao cấp, biệt thự tân cổ điển và các khu biệt thự của Vinhome. Giường ngủ Flower. Giường ngủ tân cổ điển Flower mang vẻ đẹp đậm chất cổ điển từ hoa văn, lấy cảm hứng từ hoa thực dược, mang một thông điệp thật ý nghĩa, tích cực, hạnh phúc ngập tràn, như ánh sáng của mặt trời chiếu xuống vạn vật và mang lại sự sống cho tất cả. Từng chi tiết hoa văn trên từng sản phẩm đều toát lên vẻ duyên dáng, mềm mại và uyển chuyển, kết hợp với các bức tranh Nouvenir do họa sĩ của Panama sáng tác, giúp sản phẩm cảm xúc và độc đáo hơn. Mỗi bông hoa, chiếc lá uốn lượn, hòa quyện với nhau đều do bàn tay chế tác thủ công 100% của người nghệ nhân lành nghề lâu năm, tạo ra từ những vật liệu cao cấp, được nhập khẩu nguyên bản. Gỗ, gõ đỏ ba chi, nệm bọc Anh Quốc, vàng Ý và Nouvenir khảm ốc, ngọc trai. Với sản phẩm có độ tinh tế, mềm mại và uyển chuyển như Flower, chắc chắn sẽ phù hợp với phòng ngủ con gái của một căn chung cư cao cấp hay biệt thự tân cổ điển và các khu biệt thự của Vinhome. Giường ngủ Diamond. Giường ngủ tân cổ điển Diamond mang phong cách Tây Ban Nha với sự tinh tế, tỉ mỉ và sang trọng đến từng chi tiết. Khác với những thiết kế hoa văn cầu kỳ, hoành tráng, ở đây các chi tiết được thiết kế đơn giản, tinh tế từ màu sắc, đường nét, lược bỏ tối đa hoa văn để nhấn mạnh đến các chi tiết trang trí mang hơi hướng thời thượng. Từ những vật liệu cao cấp được lựa chọn kỹ lưỡng như gỗ gõ đỏ Pachi, vải bọc Anh Quốc, vàng Ý và Nouvenir, trải qua quá trình sản xuất 100% thủ công từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm, tạo nên các chi tiết sang trọng, tinh tế. Giường ngủ tân cổ điển Diamond thích hợp đặt trong không gian phòng ngủ nhẹ nhàng, tông sáng tại chung cư cao cấp, biệt thự tân cổ điển và các khu biệt thự của Vinhome. Giường ngủ Peter. Giường ngủ tân cổ điển Peter được lấy từ nét duyên dáng, sự lịch lãm nhưng lại thời thượng và phóng khoáng của phong cách Ý. Chủ đề của sản phẩm
được lấy ngôn ngữ từ tự nhiên với sự uyển chuyển, hòa quyện của hoa lá. Đây là điểm cộng cho sản phẩm trở nên sinh động, có hồn sắc của tạo hóa, gắn kết con người với thiên nhiên trở nên gần gũi hơn. Từng chi tiết đều toát lên vẻ đẹp cảm xúc, tinh tế khi được chế tác thủ công 100% từ đôi bàn tay của những người nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm với các nguyên vật liệu cao cấp. Gỗ, gõ đỏ pachi, vàng ý và nu veneer khảm ốc, ngọc trai. Giường ngủ tân cổ điển Peter sẽ phù hợp với không gian phòng ngủ nhân gỗ của biệt thự lâu đài tân cổ điển. Giường ngủ Royal. Giường ngủ tân cổ điển Royal lấy ý tưởng cách điệu từ lá nho đang vươn mình trong nắng, uốn lượn, hòa quyện vào nhau, mang lại cảm giác sảng khoái, gắn kết với thế giới tự nhiên. Giường ngủ tân cổ điển Royal là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoa văn cổ điển và vẻ đẹp sang trọng, thanh thoát của đường nét, kết hợp màu sắc hoàng gia, giúp không gian phòng ngủ trở nên lộng lẫy và sang trọng. Với bàn tay khéo léo của người nghệ nhân tài hoa, từng chi tiết được chế tác thủ công 100% một cách tỉ mỉ, kết hợp với các vật liệu thượng hạng như gỗ gõ đỏ pachi, vàng ý, vải bọc Anh Quốc và nu veneer khảm ốc, ngọc trai, mang đến sang trọng và tinh tế. Giường ngủ tân cổ điển Royal chính là kiệt tác của đồ nội thất mà Panama muốn dành tặng tới quý khách hàng khi kết hợp với lâu đài, biệt thự tân cổ điển. Để biết thêm thông tin các bộ giường ngủ này, quý khách hàng vui lòng liên hệ công ty nội thất châu Âu Panama, hotline 1800 888 808 hoặc 0939 400 123. Nhà máy sản xuất, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội.